Đan đào bông hậu, những đóa hoa giúp thay đổi cái nhìn về danh xưng hoa hậu. Hoa hậu là danh xưng hay là một nghề? Các người đẹp có profile khủng. Những cô gái mà hội tụ tất cả những tiêu chí để có thể trở thành hoa hậu quốc gia Việt Nam. Cũng như mà cuộc thi khác không, sẽ tìm những cô gái mà gọi là tài năng sắc vóc và có được sự bản lĩnh, có được cái lòng yêu thương. Chúng ta cũng phải có được một cái sự hiểu biết. Khép lại một năm 2022 với ngót nghét 30 cuộc thi nhan sắc được tổ chức, năm 2023 cũng mở màn với rất nhiều sân chơi cũ có, mới có. Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam trở lại. Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cũng công bố dàn giám khảo cầm cân nảy mực, khiến cộng đồng fan sắc đẹp được dịp bàn tán rôm rả hơn bao giờ hết. Sự quan ngại của fan sắc đẹp là có cơ sở, bởi sau khi trải qua một năm 2022 với quá nhiều sân chơi, số lượng hoa hậu lên đến con số 30 cô, thì người hâm mộ thực sự rất khó để nhớ mặt chỉ tên những gương mặt này. Thêm vào đó, việc lùm xùm xoay quanh vấn đề tổ chức scandal của các thí sinh cũng trở thành đề tài nóng hổi, được nói đi nói lại trên khắp các diễn đàn chuyên bàn về sắc đẹp. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 Thùy Lâm trân quý danh xưng hoa hậu. Cô từng là ca sĩ nhưng sau khi đoạt vương miện vào năm 2008 đã đưa ra quyết định không nhận đi diễn ở bar. Cô trải lòng thêm trên VN Express. Thật sự, danh hiệu hoa hậu ảnh hưởng đến công việc của tôi rất nhiều. Ngày trước tôi diễn nhiều nơi như phòng trà, quán bar, nhưng bây giờ thì không nhận lời nữa, phải cân nhắc các địa điểm xuất hiện cho phù hợp với vị thế của mình. Bản chất các cuộc thi nhan sắc không còn đơn thuần tìm ra những gương mặt xinh đẹp nữa, giám khảo và tổ chức đều kỹ tính hơn từ khâu dò xét profile của các thí sinh. Tất nhiên vẫn sẽ có những bất cập mà các cuộc thi hoa hậu chưa thể giải quyết trong ngày 1, ngày 2. Dù vậy, khi khán giả sắc đẹp ngày càng khó tính, bắt buộc những sân chơi cũng phải thay đổi, tiêu chí ngày càng phải tiệm cận với đấu trường quốc tế mới mong duy trì được. Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc có chia sẻ quan điểm, cô cho rằng nói hoa hậu là một nghề thì chưa thực sự đúng lắm. Bây giờ các cuộc thi hoa hậu không đơn thuần là cuộc chiến nhan sắc mà còn về trình độ và sự hiểu biết của các cô gái, nàng hậu trải lòng. Thông tin Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà bảo vệ thành công chuyên đề tốt nghiệp với điểm số xuất sắc làm nức lòng người hâm mộ. Người đẹp Thanh Hóa nỗ lực hết mình nhằm duy trì việc học song song với việc hoàn thành các trọng trách trong nhiệm kỳ. Thậm chí cô còn sẵn sàng gác lại những chương trình, sự kiện của công ty chủ quản để có thể tập trung cho bài vở. Á hậu Phạm Hồng Thúy Vân cũng khoe ảnh tốt nghiệp đại học quốc tế có tiếng. Việc cô có thể hoàn thành tốt trách nhiệm một người vợ, một người mẹ còn đạt điểm tốt ở trường là điều không tưởng. Nhưng người đẹp này vẫn làm được một cách hoàn hảo khiến fan phải ngã mũ thán phục. Làn hương sắc Việt chứng kiến thế hệ những nàng hoa á hậu có profile khủng thật sự. Không chỉ xuất thân mà các cô gái này còn gây bất ngờ khi học hành năng nổ, giỏi giang, bản thành tích kể không hết. Trình giao tiếp ngoại ngữ cũng không phải dạng vừa. Fan sắc đẹp luôn phải nói về nhiều khi đề cập đến những gương mặt ấy. Họ thật sự là những đóa hoa có đỏ có thơm, hoàn toàn đủ sức trở thành hình mẫu của giới trẻ. Bản thân của các nàng hoa á hậu như Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Phạm Ngọc Phương Anh, Đỗ Thị Hà, Phạm Hồng Thúy Vân đều không ngừng đưa ra những lời khuyên đến khán giả về việc trau dồi tri thức mỗi ngày. Một gương mặt hoa hậu dù nhiệm kỳ đã khép lại nhưng sức ảnh hưởng thậm chí còn ấn tượng hơn trước. Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cô không chỉ là nàng hậu tri thức, trình ngoại ngữ lưu loát, học một biết 10 mà còn ghi điểm tuyệt đối khi đã có những dự án hướng về cộng đồng, những hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trường hợp của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, khán giả từng không kỳ vọng khi cô đem chuông đi đánh xứ người. Cô gái này với giấc mơ vương miện đã nỗ lực rất nhiều và giành lấy ngôi nữ hoàng của cuộc thi nhan sắc do người Thái sáng lập. Chính Thùy Tiên giúp cuộc thi nâng tầm uy tín trong suốt nhiệm kỳ. Cô cũng dùng sức ảnh hưởng tiếng nói của mình để đi đến nhiều quốc gia, giúp đỡ trong khả năng những hoàn cảnh bất hạnh. Nhưng không chỉ dừng lại ở nhiệm kỳ, sau khi trả vương miện, Thùy Tiên vẫn tiếp tục sứ mệnh. Cô trở về nước, lên liền tù tì những dự án giúp đỡ trẻ em, người cơ nhỡ, những công trình xây trường học cho các em vùng cao. Series trải nghiệm công việc của người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh đã giúp công chúng phải bất ngờ trước những gì mà nàng hậu sinh năm 1998 có thể làm được. Hoa hậu vốn là danh xưng cao quý, chính vì thế bất kỳ một cuộc thi nhan sắc nào tổ chức ra, ban tổ chức, các giám khảo cũng cần phải cẩn trọng khi tìm ra cô gái xứng đáng nhất cho vật phẩm giá trị. Fan sắc đẹp cũng ngày càng khắt khe, họ có chính kiến, đánh giá riêng về những đóa hoa của làng hương sắc.